Các bạn ơi, mình đang ở Lâm Sơn nè các bạn. Này đây mình đang ở trên cái cầu này, cầu cao lắm. Nói chung là cảnh cũng đẹp. Quay lại cho bạn xem nè. Đó. Đây chính là cảnh biển. Ở kia là người ta đang dựng nhà ở luôn các bạn. Chắc là bắt cá gì đó luôn á. Này cũng không rành nữa. Còn mấy cái cạp kia là cái gì ta? Wow. Ở đây đang là thuộc đảo Long Sơn nè các bạn. Ngồi đây lại là gió mát lầm lộng luôn. Rất là phê. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình đang đi xuống cầu nè. Mình quay lại cho bạn xem nha. Các bạn thấy thuyền không? Thuyền người ta đi đánh cá rồi đó. Wow. Ở chỗ này thì chắc cũng tàu cứ khoảng tầm 20 cây nữa các bạn. Đi tầm khoảng 20-25 phút là tới thành phố Vũng Tàu luôn. Ở đảo Long Sơn thì mình nghe có món gà nướng ngon lắm nhưng mà mình cũng chưa biết ở đâu. Để đợi khi nào mà có thời gian rảnh đó là mình sẽ đi kiếm thử biển Long Sơn nữa, mình cũng không biết cái đường ra biển ở đâu nữa. Thế là mình đang đi trên cái đường từ xa nha các bạn. Đường này chạy thẳng ra là đi ra quốc lộ chạy phải là chạy xuống Vũng Tàu á. Nhìn thấy cảnh đẹp quá, qua lại cho bạn xem luôn. Chỗ này người ta gọi là làng bè nha các bạn. Ở phía trước á, cái này là sông Chợ Và. Làng bè sông Chợ Và. Cái này nãy mình đi ngang qua là có rất nhiều chỗ bán hải sản á. Như là vừa hải sản Chợ Và luôn. Thì nếu như bạn nào muốn ai phải hải sản mà đồ tươi á, ở đây cũng có rất nhiều nha. Wow. Đây là cái cầu thứ hai ở trên đường Trường Sa. Đây thì ít cảnh hơn các bạn. Ôi người ta đi đánh cá nè. Ồ, ở phía trước kia nó có nguyên một cái hồ thôi sao ta. Nó có một cái vùng đất ngay phía giữa. Rồi thằng cả đó rất là nhiều sông, nhiều hồ nó quanh lại luôn. Ở đây lạ tự ta. Như người ta tự tạo ra cái hồ các bạn ơi, tạo hố á, chứ không phải là có tự nhiên. Ở đây thì gọi là làng bè Gò Găng, thuộc Long Sơn. Ui, của đất kia nó phù. Hồi trước thì cũng nghe trạm mình học, thì cũng biết mấy ảnh là trạm này cũng sạch vỡ thôi. Internet thôi, bây giờ mới thấy thực tế này. À, các bạn thấy hai bên đỏ không? Cái này là cái gì ta? Nhìn đẹp ghê á. Mấy cây này là rễ nó mọc xuống luôn phải không các bạn ha? Ngồi đánh cá này. Hồ nuôi sâu cắm số 8. Nhìn nhà chắc hồ cũng sâu các bạn. Hồ nuôi cắm 8. Đạp quá. Hồ nuôi cắm câu và cắm xả nước thải. Nước còn thì bị không mát.
Rồi phía trước là đường rẽ phải là chạy xuống thành phố Vũng Tàu nha các bạn.